từ cái khách sạn mà đi vô trong cái bối cảnh trong nhà của các nhân vật á thì cũng rất là xa, 60 cây. Ví dụ như Hạt Dẻ nè, mặc dù ngày hôm đó quay chỉ có một vài phân đoạn thôi, nhưng mà sáng đời cũng phải dậy sớm đi cùng với lại ekip đoàn đi vô trong đó, rồi đoàn quay xong thì Hạt Dẻ mới được về. Dường như ở ngoài đó là về cái khí hậu không biết như thế nào mà nó làm cho một số anh chị em nghệ sĩ là bị phản ứng với lại nước hay thức ăn hay là không khí ngoài đó mà nổi ghẻ rất là nhiều. Và đặc biệt là anh Thái Hòa, ảnh bị gần như là ảnh bị nhiễm trùng, ảnh phải xin off đoàn để ảnh về Sài Gòn ảnh điều trị. Bác sĩ nói là nếu mà về trễ tí xíu nữa không chừng phải lọc máu. Thực sự là làm được tác phẩm này và nhận được sự đón nhận của khán giả thì nó quá xứng đáng với những gì mà các anh chị đã bỏ ra và cống hiến. Chị Lan có nhắc tới anh Thái Hòa, nhân vật này đã truyền cho chị thêm cảm xúc như thế nào trong phim? Phải nói là lần đầu tiên Lan tham gia một bộ phim mà gần như cái vai diễn của mình á bị lu mờ. Nhưng mà mình không bất ngờ, bởi vì mình biết trước cái điều đó. Cái tư duy ảnh dành cho nhân vật nó rất là tốt luôn. Ảnh thông minh vô cùng. Qua tay anh Thái Hòa thì nó sẽ trở thành một cái nhân vật mà không bất kỳ một ai có thể diễn được. Bởi vì Mogul phải vác một cái cục gù ở trên lưng bằng silicone tới 4 kg. Và những cái cảnh Mogul bị đuổi bắt rất là nhiều, chạy băng vừng rừng vượt suối rất nhiều, đánh lộn rất nhiều luôn. Thì với cái cường độ làm việc như vậy mà ảnh làm được điều đó, Lan phải công nhận Lan rất là nể. Nhưng mà ngộ lắm, ảnh càng làm ảnh càng hăng, ảnh càng say, ảnh không biết mệt. Tinh thần của ảnh và tinh thần của Hạt Dẻ là hai cái tinh thần cực kỳ quan trọng cho ekip trong đoàn. Cha rơm cha rạ, cha rơm cha rạ, cha rạ cha rơm, cha rạ cha rơm, cái đầu chơm bơm, cái đầu chơm. Không muốn hỏi Hạt Dẻ nha, cái điều mà con thích nhất ở bố Mô là gì và điều con thích nhất ở cô Hồng là gì? Con thương cho Mô lúc mà cổng con mang, vừa mang cục bù mà còn phải cổng con đi trên rừng rồi lội suối nữa. Thế điều mà con thương nhất và con thích cô Hồng là gì? Là cô Hồng cười.